Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách Klamadot nhận được 5.000 đồng token Swapper Cloud. Một số thông tin về đồng token này: số tập công phát hành là 50 tỷ, đã có 136 tài khoản order, đã phát sinh 307 lần giao dịch. Rồi, đầu tiên các bạn truy cập vào link website Klamadot.net nhé. Em truy cập website được mình để phần dưới mô tả của video. Sau khi đã vào được website, các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên trang cho mình. Bước 1, các bạn sao chép quan trắc. Các bạn có thể sử dụng bút copy quan trắc nhanh ở đây. Sau đó các bạn quay xong ví MetaMask vào phía trước Net của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token vào ví cho mình. Ký hiệu token Swapper, số tập phân 18. Các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website Klamadot.net nhé. Tìm tới bước 2, nhấp vào link gọi đây để nhận token. Rồi, các bạn nhấp vào đây, Klamadot. Các bạn nhấp vào tiếp vào đây, Klamadot. Rồi, đây yêu cầu kết nối với ví, các bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối nhé. Ký ra là 0.00661 BNB, các bạn nhấp xác nhận cho mình. Ở đây các bạn có điều kiện thì các bạn có thể bỏ ra số vốn nhỏ là 0.05 BNB mua đồng token này để không chi phí đồng dài nhé. Rồi, giao dịch đang được xử lý đây. Các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website Klamadot.net để cập nhật những dự án miễn phí và tặng token mới nhất trên nền mạng Binance Smart Chain. Ngoài ra, nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance mạng thì vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch ở đây. Trên đây còn nhiều sàn khác có thể nổi tiếng khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách Klam nhận được 5.000 đồng token Swapper. Các bạn có thể ủng hộ kênh một cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.